Đây thả con bổi này nghe nha, coi là con đôi gồng nha, ngày hôm qua này mình gác dính nè, xuống nó không có gù cả nha, mình sẽ thả nó, mình đeo cho nó cái khoen này. Con này chân lùng mà, sẽ thả nó nghe nha cả nhà. Tại vì chim mình bắt về thì mình thả theo nhà rồi mình có giật chim được cũng được nha, chứ mình không có thả tại chỗ nha, mình sẽ thả cả nhà.